Workshop xin chào các bạn. Trên tay mình là một cái sản phẩm rất là hữu ích trong công việc in ấn dành cho các cái doanh nghiệp nhỏ lẻ. Đó là máy in cầm tay. Thì cái này nó có thể in là đóng đá hoặc là in về mã vạch, hay là in cái logo, hay là in những cái thông số kỹ thuật gì đó. Thì sau đây thì mình sẽ trên tay và hướng dẫn các bạn tham khảo nhé. Đây là hộp mực ha. Thì hộp mực này á, mình sẽ có 4 loại màu là màu đen, màu đỏ, màu trắng và màu xanh dương. Thì hiện tại mặc định theo máy là một cái hộp mực màu đen 42, thể tích là 42mm. Thì theo thông số của hãng thì mình có thể in được khoảng 500.000 ký tự. In vào á, thì mình sẽ nhấn nút nguồn. Đây là giao diện về các cái thông số để mình in. Mình có thể in dạng barcode, rồi mình có thể in dạng tab. Đây có 128 ha. Hãy nhập những cái số bất kỳ như là 0 max chẳng hạn. Rồi là chút xíu mình sẽ lấy cái bút. Chiều này rộng quá thì mình có thể chỉnh cái size này, mình chỉnh giảm lại có thể là 50-70 thôi chẳng hạn. Ok, nhấn ok ha. Rồi mình nhấn ok đây. Thì như vậy ở đây mình sẽ có cái mã vạch nằm ở đây. Đây là cái giao diện mà khi mà mình có thể edit đó, chỉnh lại cái size có thể lớn hơn 100 chẳng hạn. Rồi sau đó mình nhấn nút để mình in. Rồi đây mình sẽ in cho một cái bìa giấy thử nhé. Đây, đây là cái màu vạch. Cái này có thể chịu ký tự nó gần quá cho nên là mình nhìn nó không được rõ lắm. Ok, tiếp theo thì mình sẽ in một cái dạng là cái ký tự nhé. Mình sẽ chọn như vậy. Mình sẽ chọn một cái khoảng test ha. Ở đây giả sử như mình sẽ in một cái dạng một cái đáp đi. In một cái dạng một thông số gì đó, ví dụ như là ngày sản xuất chẳng hạn. Đây ngày sẽ chọn chế độ này. Đây ngày sản xuất. Thì như hôm nay là ngày 10 tháng 4, mình sẽ nhìn ra 10 tháng 4 đi nha. Tiếp theo mình sẽ thêm một cái test nữa, đó là hạn sử dụng ha. Ví dụ như là tới ngày tới tháng 10 đi. Tháng 10 2019. Rồi sau đó mình chọn ok. Đây ở đây mình sẽ chỉnh cái giao diện này lại. Rồi thì như vậy mình thấy là có hai cái dòng này, mình sẽ in lên sản phẩm của mình ha. Mà tiếp theo mình chọn phương mẫu. Ở đây là một cái bao bì ha. Thì theo sản phẩm á, thì mình sẽ có một cái bìa này là bằng kim loại, bìa nhôm ha. Thì cái bìa này công dụng của nó là mình sẽ fit được cái chỗ mình in. Nó sẽ focus và nó sẽ chính xác hơn. Rồi giờ mình sẽ in thử nha. Đây.
Rồi, các bạn có thể dần nhé. Cái chất liệu của mình là một cái túi nhựa. Thì như vậy là các bạn thấy là mình đã in được cái đáp trên cái túi nhựa này. Và cái mực này không có phai nhé. Có đậm. Mực này thì mình sẽ có 4 màu. Hiện tại mình theo máy là màu đen. Rồi, ok. Và như vậy là mình sẽ in được đáp trên đây. Tiếp theo là mình sẽ in một cái logo chẳng hạn. Thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên thì mình sẽ delete hết nha. Rồi mình sẽ tạo một cái new line. Rồi sau đó gắn một cái hãy nhớ vô. Gắn vào đây. Rồi mình sẽ vô phần picture đây. Cái này có thể là reset lại, nó sẽ không có. Tiếp theo thì mình sẽ add một cái hình là một cái logo để mình sẽ in thương hiệu trên những cái sản phẩm của mình nhé. Thì mình gắm USB vào. Nhớ là USB này nó khoảng tầm 4GB trở lại thôi nha. Trên 4GB nó sẽ không có nhận được. Mình sẽ vào picture nha. Chọn USB. Đây là hình logo. Mình sẽ chọn import. Đây. Hiện tại là cái logo RoMax ha. Thì mình có thể in cái logo RoMax này. Rồi, ở đây là mình sẽ in thử nó lên cái vật liệu. Đây là một cái cục sạc nha. Rồi. Tuy nhiên thì bạn muốn in chính xác á, thì mình phải nên dùng một cái địa cứng này để mình căn cái vị trí cho nó thẳng nha. Rồi, đặt cái vào. Tuy nhiên là cái logo này nó hơi dài, thì mình sẽ in thử trên một cái sản phẩm này chẳng hạn nhé. Đây là một cái bằng cao su. Rồi mình sẽ tiến hành lên. Đây một cái khuôn cố định nha. Là cái logo RoMax mình in lên sản phẩm. Đó. Thì như vậy là mình có thể in trên tất cả các chất liệu. Ở đây mình thử in trên một cái hộp giấy nha. Đó. Thấy không? Logo RoMax đã được in. Như vậy đối với nhu cầu sản xuất nhỏ lẻ và in ấn logo thì mình nghĩ chiếc máy này rất là phù hợp. Rồi nếu có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment vào Facebook của RoMax Shop để